Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 1 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài trừ bằng cách đếm bớt. Đếm bớt có nghĩa là bài toán này thì chúng ta gọi là trừ theo hai nắc ba nắc. Chúng ta xem cái tranh. Đây có một số cái hũ, một số cái hũ này thì con gáo là đang tìm thức ăn trong cái hũ này. Như vậy trong bài này chúng ta có là 1 2 3 4 5 6 6 cái hũ, và con gáo đã rửa là thấy là đây hai cái, hai cái. Rửa từng cái, rửa cái này xong rồi qua rửa cái này. Vậy chúng ta có là 8 cái trước khi rửa chúng ta có 8 cái ta trừ cho hai cái đã rửa ra, rửa cái nắp ra thì còn lại là 6. 8 ta trừ 2 là bằng 6. Là cái bài mà chúng ta gọi là cái trừ bằng cách đếm bớt, là chúng ta qua cái bài bên này chúng ta mới thấy cái độ rõ rệt của nó. 7 là trừ cho 3, đây chúng ta có 7, ta trừ cho 3 ta gạch đi 3 cái, vậy còn lại là 4. Đây 7 là trừ cho 3 bằng 4, 7 6 5 4. Tám là trừ cho 3 là bằng 5, 7 là trừ cho 1 là bằng 6, 9 trừ 2 là bằng 7, cái này là bằng 3. Bài số 1, 10 ta trừ cho 4 là bằng 6, 8 trừ 3 là bằng 5, 6 là trừ 2 là bằng 4, 9 trừ 1 là bằng 8, này là bằng 7, này là bằng 8. Bài số 2, tính theo mẫu, 6 là trừ cho 2, đây này, cái bài này mới lại cái chính của cái bài hôm nay, bằng cách là đếm bớt. 6 ta trừ cho 2, rồi sau đó ta cộng 1, 6 ta trừ cho 2 là bằng 4, 4 ta cộng cho 1 là bằng 5. 6 ta trừ cho 2 là bằng 4, rồi sau đó ta cộng 1 là bằng 5. 6 trừ 2 bằng 4, 4 ta cộng 1 là bằng 5. Ta trừ hoặc là cộng, chúng ta cũng là trừ bên này, chúng ta trừ qua ha. Trừ bên trái qua phải, trái qua phải, đừng có làm ngược là sai nha. 10 ta trừ 1 là bằng 9. Đó, bằng 9. 9 là ta trừ tiếp cho 4 là bằng 5. 7 ta trừ cho 3 là bằng 4. Đó, 7 ta trừ cho 3 là bằng 4 nè. 4 này ta cộng cho 4 này là bằng 8. 6 ta cộng cho 4 là bằng 10. 10 ta trừ cho 3 này là bằng 7. 5 ta cộng 3 là bằng 8. 8 ta cộng cho 2 là bằng 10. Bài này, bài A. Chúng ta có là tổng cộng là 5 miếng dưa hấu mà ăn đi hai trái. Đó, 2 miếng, còn lại là 3 miếng chưa ăn. Như vậy trước tiên chúng ta là có là 3 ta cộng 2 là bằng 5. 2 ta cộng 3 là bằng 5. Rồi 5 ta trừ 2 là còn lại 3. 5 ta trừ 3 là bằng 2. 3 ta cộng 2 là bằng 5 này. 2 ta cộng 3 cũng bằng 5 này. 5 ta trừ 3 là bằng 2 này. 5 ta trừ 2 là bằng 3 này. Cứ xoay tới xoay lui vậy. Bài dưới này chúng ta có là 5 trái chuối ăn mất một trái rồi. 5 trái chuối này. Như vậy là 4 trái cộng 1. 4 cộng 1 là bằng 5. 4 ta cộng 1 là bằng 5. 1 ta cộng 4 là bằng 5. 1 ta cộng 4 là bằng 5. Rồi ta lấy 5 này, ta trừ cho 4 bằng 1. 5 ta trừ cho 1 trái ăn, còn lại là 4 trái. Bài là hoạt động ở nhà.
Em có biết 3 cộng 4 và 4 cộng 3 đều có kết quả như nhau không? Bằng nhau. Thì 3 cộng 4 là bằng 7 mà 4 cộng 3 cũng là bằng bằng 7. Được. Có 3 cái kẹo đỏ và 4 cái kẹo xanh, tất cả là 7 cái kẹo. Và có 4 cái kẹo xanh và 3 cái kẹo đỏ thì cũng là tất cả là 7 kẹo. À, 7 cái kẹo. Vậy là nếu nó là đều nhau hết. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.